hình ảnh dự thi của Khởi Minh nhận được sự quan tâm trên fanpage Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2021. Nếu không đọc thông tin, nhiều khán giả sẽ không biết cô là một thí sinh chuyển giới. Quá đổi xinh đẹp, gương mặt như búp bê là những lời nhận xét ưu ái dành cho cô. Người đẹp có nickname miễm Trần, tên thật Trần Khởi Minh, sinh năm 1997 và đến từ Hà Nội. Nói về quyết định dự thi, Miễn Trần mong muốn thay đổi cái nhìn của mọi người theo hướng tích cực về cộng đồng LGBT nói chung và chuyển giới nữ nói riêng. Không phải ai sinh ra cũng may mắn sống đúng với cơ thể mình mong muốn. Nhưng không phải vì điều đó mà chúng ta bỏ cuộc, chấp nhận số phận. Chúng ta phải chiến đấu để chứng minh cho xã hội thấy rằng, những điều mọi người làm được thì cộng đồng LGBT cũng có thể thực hiện, thậm chí tốt hơn nữa, cô nói. Là một trong những thí sinh chuyển giới hiếm hoi được yêu thích, Miễn trần bày tỏ sự hạnh phúc trước tình cảm của mọi người. Cô xem đây là động lực tiếp tục trinh chiến cuộc thi. Miễn Trần đang làm người mẫu ảnh nên có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trước ống kinh. Tuy nhiên, hạn chế của cô là giao tiếp nên cần rèn luyện hơn nếu muốn chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Miễn Trần thần tượng Hoa hậu chuyển giới hương giang. Chị ấy rất tài năng, khéo léo. Tôi phải học hỏi nhiều từ chị, cô cho hay. Đời thường, Mỹ nhân 24 tuổi biến hóa phong cách từ dịu dàng đến sexy. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2021 sẽ bắt đầu các vòng thi chính thức vào tháng 9. Năm nay, ban tổ chức mở vòng thi ảnh online trên Fenty, trong đó chấp nhận thí sinh chuyển giới tham gia và nhận được nhiều chú ý. Nhiều người mong đợi ban tổ chức sẽ tiếp tục cho phép thí sinh chuyển giới dự thi chính thức giống một số nước từng làm như Canada, Tây Ban Nha, Mỹ. Đại diện ban tổ chức cuộc thi cho hay. Hiện chúng tôi chấp nhận thí sinh là nữ Việt Nam, tức phải được xác nhận giới tính nữ trong chứng minh nhân dân, đồng thời đáp ứng các tiêu chí khác về độ tuổi, chiều cao. Tuy nhiên, hiện nay việc xác định lại giới tính đối với người chuyển giới chưa được pháp luật quy định cụ thể. Do đó, dựa theo yêu cầu của ban tổ chức, cơ hội dành cho họ tham gia cuộc thi càng trở nên khó khăn. Anh Tuấn